rồi nên hôm nay nhà mình sẽ đi qua Massachusetts để thăm chị họ của mình nha. Hôm nay thì nhà mình sẽ lái xe khoảng 5 tiếng mấy. Gia đình Mai khởi hành vào lúc 12 giờ 30 phút. Trời mùa đông vào những ngày nhiều mây như thế này nhìn rất buồn và ảm đạm. Có lẽ mọi người vẫn còn đang nghỉ lễ nên đường xá khá là thông thoáng. Trên đường đi thì gia đình Mai sẽ ghé mua cà phê cho ông xã. Chồng Mai khá là nghiện cà phê, mỗi ngày phải uống ít nhất một ly thì đầu óc mới tỉnh táo được. Bây giờ thì mình sẽ ghé ngang qua Dunkin' Donuts để mua cà phê cho ông xã nè. Buổi sáng mà không có cà phê là ổng, không phải là ổng nha. Mình sẽ order cà phê qua drive-thru nha mọi người. Mình không có đi vô trong tiệm mà mình sẽ lái xe ngang qua thôi. Ở bên này họ sáng chế ra cái chuyện drive-thru này cũng rất là tiện ha. Mình chỉ việc ngồi trong xe, mình lái ngang qua và mình có cà phê uống thôi. Xin lỗi. Dạ xin. What are you doing? Ông xã mình thôi. Quay ổng hả, đang làm gì vậy? Ông nói, ừ hả? Đây là ở đây họ có mấy cái bảng này cho mình coi cái menu á, thì mình muốn order cái gì mình order. Hi, on the go order for Mark B. Họ có một cái thank loa you. Để nói chuyện you với mình. Any, Honey. Honey. Can we order some Kung Fu tea? Not here. Somebody ring all my Kung Fu tea. Who did that? Horrible. I did. Well, you find one, I'll go. You find Bị one. Ring find all one, my go. Kung Fu tea. Find one, we'll go. Lần trước mình order cái ly trà sữa, mọi người ly size to luôn á. Find me a close Kung Fu mà tea. Mà ổng cứ ha uống hết của mình luôn, tới hồi còn đá ở dưới rồi ông nói cho Mai Mai. Em phải thử, giơ lên thử là còn đá không? Mỗi lần nhắc lại cái chuyện đó, ổng quê lắm. Horrible. You're so horrible. Such a gentleman, you know? Find one. I'm glad this time you have coffee, you don't drink my Kung Fu tea anymore, okay? I'll cancel this again. Who want it? What do you want? Me. Oh, like, real wild milk, no ice, spam rice balls they have. Thì khi đó mình order xong ra đây mình trả tiền đó. Tại vì ông xã của mình là có cái app sẵn rồi nên không có cần phải trả tiền nữa. Tất cả tiền là trừ trong cái app, trong cái thẻ đó luôn. Mình kết nối cho thẻ ngân hàng của mình. Ông xã mình ghiền đến Dunkin' Donuts lắm nha. Mình thì không thích nó, uống cà phê giống như nước lã vậy đó. Nhạc ơi là nhạc. Hôm nay Mai tưởng là lễ ít xe nhưng mà không nha mọi người. Cũng rất là đông xe luôn. Hiện tại là Mai đang ở tiểu bang New Jersey nè. Để đi đến được tiểu bang Massachusetts thì mình phải đi qua New Jersey, New York, Connecticut rồi mới tới Massachusetts. Có nghĩa là mình phải đi qua 3 tiểu bang thì mình mới tới được cái tiểu bang của gia đình chị họ mình tới Boston ha. Mai có trà sữa rồi nè mọi người. Cuối cùng cũng mua được ly Kung Fu nha. May mắn sao là hôm nay là ổng có cà phê nè. Nên mình hy vọng là ổng sẽ không có uống của mình. Mình sẽ còn nguyên vẹn ly trà sữa này. Ở trong này có xương sâm với lại có crystal trân châu. Ngon quá. Ngon quá. Anh gái Mai đang ăn uống trà sữa và ăn cơm với lại rong biển á mọi người. Ngon không? Làm gì vậy? Đây là cách mà người Mỹ vận chuyển xe hơi nè mọi người. Nhìn khá chiêu leo và nguy hiểm ha. Trên đường đi thì mình thấy cái cầu này rất là đẹp ha, nhìn khá là cổ kính. Ở những tiểu bang lâu đời phía Bắc như thế này thì rất dễ dàng bắt gặp các công trình kiến trúc cổ. Mai đoán thì cái cầu này cũng đã hàng trăm tuổi rồi. Thành phố New York đã hiện ra phía xa xa chân trời. Tuy nhiên hôm nay Mai sẽ không đi vào thành phố mà Mai chỉ đi bên ngoài rìa của thành phố thôi. Sau cái trạm thu phí này thì mình sẽ ở New York. Mình sẽ đi lên một cái cầu rất là lớn ha. Cái cầu này nó có 2 tầng luôn, một tầng dưới và một tầng trên. Thì mình sẽ đi tầng trên. Qua cái cầu đó là mình sẽ tới New York. Đông xe quá trời đông mọi người ha. Do mình có cái Easy Pass này thì mình chỉ việc chạy qua thôi, mình không có phải trả tiền ở đây. Thì tất cả những cái tiền thâu này họ sẽ trừ tự động vô cái thẻ của mình, kết nối vô cái cục Easy Pass đó. Chồng mình đi vô cái cổng là cho Easy Pass Only. Có nghĩa là những cái cổng này chỉ dành cho những cái xe có cái cục đó thôi.
thì con chip của máy tính sẽ tự kết nối và tự trừ tiền luôn đó. Mọi người thấy cái đỉnh cầu đó không? Cầu đó rất là to. Cái cầu này là chia cách đôi bờ của New York với New Jersey ha. Thì hai tiểu bang cũng được kết nối với nhau bởi một ranh giới tự nhiên, đó là dòng sông, cũng giống như là Pennsylvania với lại New Jersey cũng được chia cách bởi cái ranh giới tự nhiên là một dòng sông Delaware. Mọi người thấy hai bên là vách núi không? Cầu rất là to ha. Cầu này có tên là George Washington, là tên của vị tổng thống đầu tiên của nước Mỹ. Và dòng sông bên dưới này chính là sông Hudson. Tính đến năm 2015 thì mỗi năm cây cầu này thông qua 106 triệu lượt xe, khiến cho nó trở thành cây cầu cơ giới bận rộn nhất thế giới. Cầu có tất cả 14 làn xe, 8 làn ở tầng trên và 6 làn ở tầng dưới, với tổng chiều dài là 1.450m, chiều rộng 36m và chiều cao là 184m. Phí cầu đường cho công trình này là 15 đô mỗi xe. Mai đã nhìn thấy thành phố New York hiện ra trước mắt rồi mọi người. Xa xa là các tòa chung cư, hầu hết dân số của New York đều sống ở các tòa chung cư này. Chúng mình sẽ đi xuyên qua những cái hầm như thế này. Tại đường xá ở New York là rất là nhiều cầu vượt mọi người, chằng chịt. Nếu mà mình không có chạy xe quen á thì rất là khó đi và rất là dễ lạc luôn. Mỗi lần mà lạc thì để quay lại khá là tốn thời gian. Nhìn đường cũng cũ ha mọi người ha. Tại vì New York là thành phố lâu đời mà. Ui. Đó mọi người thấy trên trần không? Nó rớt hết trơn luôn. It's really really old hả nè. Đó mọi người thấy tới thui tới mùa luôn ha. Nhìn nó rất là cũ kỹ. Mọi người thấy cái cầu được không? We'll follow this guy. I think nhìn it's nó là nghĩ xét rất là cũ kỹ mà. Nếu mà mọi người chưa tới Mỹ thì ai cũng sẽ rất là ngạc nhiên, mà không ngờ Mỹ mà cũng cũ kỹ dữ vậy ha. Lúc mới qua đây thì Mai cũng khá là ngạc nhiên, khá là bất ngờ. Tại vì nó hoàn toàn trái ngược với những cái tưởng tượng của mình là nước Mỹ là một cái gì đó rất là hào nhoáng, rất là đẹp đẽ, không có những nơi nào mà cũ kỹ hay rách rến đâu. Nhưng mà thực tế thì ở Mỹ thì cũng có rất là nhiều mặt ha, có những nơi rất là hào nhoáng và đẹp đẽ nhưng mà có những nơi cũng rất là cũ kỹ và dơ bẩn luôn. Mình thì không có được thích sống ở New York đâu mọi người, tại vì là Mai cũng tới đây khá là nhiều lần vì nhà Mai tới New York thì cũng gần. Nhưng mà mình không thích con người ở New York bởi vì sống ở những thành phố lớn như thế này làm cho cái tính con người ta họ rất là bon chen, rất là giành giật. Mỗi lần mà đi tới New York là thấy kẹt xe vậy nè mọi người thấy không? Cái này là chưa phải kẹt xe lắm đâu nha, đi vào trong á thì mới thấy là kẹt xe kinh khủng luôn. Còn này mình chỉ ngoài rìa thành phố thôi đó. Mai sẽ quay cho mọi người thấy một cái chuyến hành trình ngày hôm nay của Mai là đi từ tiểu bang Pennsylvania đi tới tiểu bang Massachusetts. Mọi người sẽ có cảm nhận là nó rất là khác biệt ha. Đi tới New York nó chật chội, đông đúc như thế nào và nó kẹt xe như thế nào. Còn đi tới tiểu bang Connecticut nó lên vùng núi thì nó lại nhẹ nhàng hơn, giao thông nó lại từ tốn hơn. Mọi tiểu bang nó có một cái đặc trưng rất là riêng ha. Mình đi đến tận nơi mình sẽ cảm nhận. Dù chỉ qua những phút giây ngắn ngủi trên màn hình thì mọi người cũng đều sẽ cảm nhận được cái sự khác biệt của từng tiểu bang. Đó mọi người thấy bây giờ ra khỏi New York một chút xíu rồi thì giao thông bắt đầu lại nhanh hơn rồi đó mọi người, bớt kẹt xe hơn ha. Đường thông thoáng hơn. Chị nhỏ này ngồi phía sau trông có vẻ rất là thoải mái. Miễn có iPad và iPhone là mấy chị này vui thôi. Mỗi lần mà gia đình Mai đi đâu là hai chị này than phiền nhất cả đầu. Tuy nhiên thì mình cũng phải kéo hai chị ra khỏi nhà để có thêm nhiều hoạt động. Mọi người, hiện tại là Mai đang ở Connecticut nè mọi người. Đã đi qua được hai tiểu bang rồi nha, New Jersey và New York, là bây giờ là ở Connecticut. Qua hết tiểu bang Connecticut này thì mình sẽ tới tiểu bang Massachusetts. Mọi người thấy Connecticut nó sao mọi người? Có vẻ như là cũng thông thoáng ha. Nhà cửa thì cũng to bự hơn là ở New York, ít kẹt xe hơn ha. Chỉ có duy nhất New York là mình thấy là quá trời đất là kẹt xe và quá trời đông người luôn. Bây giờ hiện tại là 3:20 thôi mọi người, mà mọi người thấy trời rất là tối không? Trời mùa đông vậy đó. Với lại thời tiết mấy hôm nay là trời mây nhiều, không có nắng. Đa số những ngày mùa đông là sẽ tối tăm và ảm đạm như thế này ha. Nên vào mùa đông mà nếu mà những ngày có nắng đẹp thì người ta rất là
hứng thú, mọi người rất là hào hứng đi ra ngoài. Giờ rất là chán ha mọi người, cái 3:20 thôi đó mà tưởng như là khuya lắm rồi đó. Rất là nhiều bến tàu, bến cảng, toilet chỉ cật ha. 4:15 chiều nè mọi người. Ông mặt trời hôm nay là đi chơi đâu rồi, không có còn làm nhiệm vụ nữa. Đây là tiểu bang duy nhất ở nước Mỹ mà làm nail không cần bằng đó mọi người. Nên ai mà có muốn làm nail mà khỏi cần bằng thì qua đây sinh sống ha. This is the only one state in America you do need to have the nail tech license. Oh really? Yes. So I can become a nail tech? Yes, you can do nail here. Oh good, I don't have to take a test. No, you don't need. Oh good, okay. How do you know about that? Oh my god, that's my area, honey. Crazy. Just kidding. They teach that in Vietnam? Hmm? If you want to come to the United States and you don't want to get a license, go to Connecticut. Yeah, go to Connecticut. Yes, that's right. Mình đang ở một cái thành phố nhỏ ở Connecticut nè mọi người. Hartford. Cái town nhỏ. The capital. Tên là Hartford. Ở đây nó có một cái, không biết cái tòa nhà gì mà nhìn kiến trúc giống như bên Nga ha. Thành phố bắt đầu lên đèn rồi mọi người. Đây mới có 4:45 mà thành phố lên đèn hết trơn rồi nè mọi người. Trời mùa đông mà. Bây giờ thì mấy mẹ con mình đang dừng lại ở một cái khách sạn Marriott để đi vệ sinh nè. Khách sạn này khá là cool ha mọi người. Có hồ bơi trong nhà luôn nha. Wow. Đã chưa? Rồi cuối cùng mình đã tới Massachusetts rồi đây nè. Hơi bị tối chút xíu ha. Mình tới đây lúc 6:30. Hi anh Thanh. Hi. Khỏe không? Ủa mai anh có đi làm không? Có. Có hả? Oh my god. Dương Vương cũng đi làm hả? Vậy hả? Vô con. Ủa sao đèn này kỳ vậy? Okay. 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 Chào bà đầu bếp. Đây là chị họ của Mai nè. Đó là đồng tới nhà tôm á, hai ba má. Thì cô. Để coi có món gì ăn nè. Wow. Gà chiên. Ủa nó giao đoạn chưa chị Phương? Chưa. Ủa chưa giao sushi nữa hả? Yeah. Hòa ơi, ra đây con. Ra đây con. Hòa ra đây. Cái áo ra đi con. Nó là gần tới nhà tôm nha. Hai Thiện. Khỏe không? Cái món gì đây? Lẩu. Lẩu. Hôm nay là mình sẽ ăn lẩu hả? Hey, how are you? Ủa lẩu có cay không vậy chị Phương? Hả? Có cay không vậy? Có cay thì cho một bầu một điều. Thằng đó cay không? Surprised to see us. Đừng cay nha. Nhà có em bé không ăn cay được. Em bé hơi bự. Thôi kệ đi, không cay là được rồi, thì chị nói không cay là không cay. Đây, đó giờ bà đầu bếp nấu ăn nè. Bà này bay mò dữ lắm nữa, cho mò lắm. 4:00 về còn chưa xong nữa. Trời ơi, về đi chợ. Mới về xong đi chợ. Thôi cắt tóc thì trẻ nè. Cắt đầu tóc dài chưa cắt á. Nhuộm tóc thì trẻ nè, để tóc thì đừng là đừng cắt ngắn quá, nhìn nó già lắm. Tính nhuộm nữa nè, chưa nhuộm nè. Thôi đừng có cắt ngắn quá thì nó già lắm chị Phương. Để tóc gì nhìn nó nữ tính, nó trẻ trung hơn. Thì nhuộm lên chút xíu. Nhưng mà để về được rồi, đừng có đừng cắt nữa. Mãi chị cứ buông đời cái nó ngắn quá. Rồi, chị cần đây nè. Thì nó giao tới. Tôi muốn mình một tôm ta. Ai biết đâu chị. Đó. Tôi đi ăn tới rồi. Được rồi. Chị muốn làm cái gì không? Em làm phụ cho. Tôi xong. Chị làm cái gì không? Anh lấy cái dĩa anh được để được người này vô. Gỏi cái lẩu nè mọi người, lẩu bắp cua nè. Dĩa hả? Dĩa ở đâu vậy? Nói Thanh đâu rồi Thanh ơi. Chờ đi. Cua không vậy? Cua gì? Cái này là gì vậy? Ốc. Cái này ốc quá hả? Dạ có ừ. Chị lấy chị? Bỏ vô. Cái này là tuột. Để chị đưa mình tuột bé Bi. Tuột. Cái này là ốc. Ốc. Hả? Vậy người ta đáng lẽ anh về nó ngâm cho nó rã đá ra đi. Mấy cái con đó đó. Vậy bỏ vô xả cho nó vậy.
Giờ tội vui xả rồi. Có làm gì không? Tôi đang làm. Tôi làm gì? Không, chị đâu làm đó. Dĩa đây phải không? Dĩa phải không? Dĩa này hả? Thì dĩa nào? Dĩa dưới. Đây, nè. Thịt bếp này là làm rất là tỉ mỉ. Đầu bếp bò nha. Mai nêm thì biết gì không? Thôi, cái gì cũng được. Ăn được vậy? Dĩa ổng ăn được không? Mình không được. Đầu bếp này là chắc đợi tới ngàn năm mới được ăn thôi, mình đi lên. Hai ông này là người nói gà, người nói vịt nè. Quá rồi. Quá. Để cái ẩu hỏi con cái chân con nó sao rồi kìa. Ra nói đi. How's it going to look, honey? The girl's okay. À, nguyên đám là đang chơi đánh bài hả? Bài bạc ha, ô chơi game chung nhau. Tôi nói che xong rồi. Quá tuyệt vời luôn. Mình sẽ ăn thử một miếng nha. Giòn chua. Cây. Cây thấy không? Bữa ớt hết kìa. Quá trời ớt không? Nhìn hấp dẫn không nè mọi người ơi. Đây nè, cá sơ mình nè nha, lẩu nè, có tôm, có ốc nè, có cánh gà chiên nè, có bạch tuộc nè. Đó, chút xíu nữa thì sẽ có một cái khay sushi sẽ tới luôn. Thì mai thì order sushi tới nha. Ăn ké cũng phải mang cái gì đó tới đi, tới không cũng ngại. Có đầu bếp này đuổi về nữa. Nay tóc dài đẹp gái nha, đừng cắt tóc nữa nha. Để nhìn nữ tính hơn á. Nhìn đẹp gái hơn, chị đi nhuộm tóc thôi, ok. Đừng có cắt ngắn quá, ok. Ngắn quá giống trai lắm nha. Gì nữa ra vậy? Bò. À, thịt bò hả? Tưởng không cho ăn thịt bò chứ, thì ăn cũng có thịt bò. Thì ai có thịt bò đấy nha mọi người. Bò chứ. Tưởng là không cho mình ăn thịt bò chứ. Đây là sushi coming. My God, there's so much food here. Đẹp không? Goodness, so much food. Wow, it's so beautiful. Salmon. Đẹp quá ha. It looks good, honey. See, it looks beautiful. Yeah, she did a good job. Yeah, ha. Good. You made so much food. Chicken, beef, shrimp, salmon. This is so good. So cold out. Yeah, yeah. What? No way. Đâu làm thịt ruột đâu. Cái gì vậy? Nước biết chút luôn. Nước chút hả? Nó rượu trái cây đó. Cái này chắc rượu trái cây. Không, không. Sparkling cider. Trái cây thôi. Vậy hả? Chút trái cây thôi chứ mà rượu. Rượu trái cây đó. Rượu lên men trái cây đó bà đội ơi. Chút rồi. Ok. Không uống đi. Má. Yeah. Okay. I like the apple juice. It's good. Oh, apple juice? Yeah, sparkling cider. It's good. Okay. It's good. Really good. Okay. Does you want me to open it? Okay, open it. You want me to open it? Yeah, open it. Okay, open it. Okay. It's not alcohol, right? Right, no alcohol. It's good. Okay. It's good. We're gonna drink. Yeah. It's good. It's hot. Mở cái chai nước juice ăn. Ông bán này là chế trái cây chứ không phải là rượu. Ok, vô open nè. Is there a trash can? Trash can? I'm sorry, thank you. Mm-hmm. Đây. Okay. Lâu lắm mới qua đây một lần nha. Lần này chắc mốt đi. Sao có mà nói. What? Không biết chuyện nào ấy. Let's say, I don't know how long. When we can come back again. Yeah. No, we need a can opener. Oh my god, you think you're here. Người ơi, đói quá rồi, đói lắm rồi nha. Ăn thôi. Bỏ cua vô nha. Đầu bếp bỏ cua vô trước nha. Mai, you want kids to come? Yeah, no, they eat later because they eat already. They eat a little bit. They eat a little bit, you know. Okay. We don't have enough space. Nhà mày thì đói lắm rồi, mấy tiếng đồng hồ chạy xe tới đây rồi. What? Rồi lẩu bự quá. What's that? Chicken. Chicken rồi đó. Oh look, salmon. Chicken nữa nè.
Đây là lần đầu tiên Mai đi chung với ông xã qua thăm gia đình chị họ. Ông xã Mai lúc nào cũng bận rộn, vì vậy rất hiếm khi có dịp đi chơi như thế này. Dù chỉ là chị em họ, nhưng chị em Mai rất là gần gũi, vì từ nhỏ Mai đã lên thành phố học và ở chung với gia đình của chị. Em tưởng em nói, chị nói em nghe. Thank you. We were really lucky, not too much traffic today. Mm-hmm. Yeah. Không có kẹt xe. Oh, yeah. Mm-hmm. Say thank you. Sometimes. Say, come on. Hôm nay mẹ chơi chưa về. Cuối tuần này chơi mẹ chơi mới về, mới đông mới kẹt xe. Bây giờ thì mấy chị nhỏ này mới thấy đói bụng và mò ra đòi ăn nè. Còn mỗi mình một dũng sĩ diệt mồi chiến đấu thôi. Gia đình sum họp. Quá trời đông trẻ con luôn. Còn đây là TV của Mai nha. Kênh YouTube của Mai. Chủ tịch tập đoàn rửa chén. Đang thi hành công vụ. Trời cũng khá khuya rồi nên cả nhà mình phải lên đường về khách sạn thôi. Bye chị Phương, bye anh Thanh nha. Bye. Yeah. Ghé không? Ghé không bữa. Bye con. Chút xíu mấy tiếng ngồi nhiều. Bye bye. Bye bye con. Well, let me finish that phone call. My phone. Tại ô phone của Mai đâu? Phone Mai đẩy dính ở trên cái cây này. Gỡ cây này mà còn. Dạ, yeah, còn đi tìm phone nữa. Chà lấy cái phone kia luôn đi. Thank you. Thank you nha, chị Thái ơi. Chị Phương Anh Thanh. Ok. Mai mốt gặp ha. Ok. Gọi điện. Ok. Mai xin kết thúc video của mình ngày hôm nay tại đây nha. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Nếu mọi người yêu thích video của Mai thì xin đừng quên bấm like và theo dõi kênh của Mai nha.